Sau hơn 4 tháng đồng lòng, chung sức cùng nhau chống dịch, người dân rất phấn khởi khi thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội. Nhiều công ty, cơ sở kinh doanh, sản xuất đã mở cửa trở lại. Sáng đầu tuần, lượng xe lưu thông trở nên đông đúc do mật độ người đi làm tăng cao. Vào giờ cao điểm sáng ngày 4 tháng 10, nhiều giao lộ lớn trên địa bàn quận Tân Bình, quận Phú Nhuận xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ khi các phương tiện dừng xe chờ đèn đỏ. Các hàng quán bán đồ ăn sáng bắt đầu mở cửa trở lại. Để đảm bảo quy định phòng chống dịch, các cửa hàng ăn uống đều hoạt động với phương thức bán mang về hoặc giao hàng tận nơi. Tại dọc các vỉa hè, hàng quán bán cà phê, bánh mì, hàng quán bán đồ ăn sáng mang đi có rất đông người đi làm dừng xe lại mua. Ở các quận huyện khác, các tuyến đường liên quận cũng khá đông đúc. Người dân bắt đầu đi làm trở lại với tâm trạng phấn khởi, đồng thời không quên đảm bảo 5K, tránh lây nhiễm dịch. Từ ngày 1 tháng 10, thành phố cho phép tổ chức lại hoạt động tham quan bảo tàng với điều kiện đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Mỗi nhóm tham quan tại từng khu vực trưng bày tối đa 10 người cùng một thời điểm. Với sự kiện biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, thi đấu, quy mô tối đa 70 người, với điều kiện 100% người tham gia đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi COVID-19, được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.